xin chào quý vị khán giả kênh Khương Dừa. Khương Dừa xin kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại Khương Dừa vẫn còn đang ở cái xưởng làm dầu dừa của bé Quyên ở xã Thành Triệu, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Dạ, sau các công đoạn là lột cái trái dừa, xong rồi anh chặt trái dừa ra, rồi anh cạy dừa ra, xong cái mình xay dừa, xong cái mình chuyển qua mình ép lấy nước cốt. Thì chuyển qua cái công đoạn này là công đoạn mình thắng dầu dừa của bà con cô bác. Mà ở đây là thắng bằng cái lò lớn, cái chảo luôn. Ở đây mấy chảo Quyên? Dạ ở đây có 3 chảo nhưng mà hôm nay làm 2 chảo. À ở đây là một cái lò gì 2 chảo. Mà em kêu bằng một chảo thôi hả? À, cái này em kêu một, đúng rồi. À, một chảo là 2 chảo. À dạ. Là một lò. Em có 3 lò. Dạ em mà có này 3 lò. Em làm 2 lò thôi. Dạ. Rồi cái này em bỏ vô hồi nào mà giờ nó bắt đầu nó chắc từ nó khô lại nè. 10 giờ 11 giờ. Nó có dầu rồi nè Quyên. Dạ dạ nhưng mà chưa được, nó phải sệt luôn, nó sệt luôn phải không? Nó phải tách biệt cái hết hoàn toàn. Cái này một chảo về là bao nhiêu lít nè? Dạ chắc khoảng 30 lít, 40 lít ạ. À. Hai bên luôn. À ra dầu ha. Dạ dạ đúng. Còn nước cốt thì khoảng bao nhiêu lít? À, cốt hả? Em cũng không có tính thử nữa. Cái này 6 xô hả chị Trang? Cái này kêu bằng chảo dầu luôn nè. Dạ. 6 xô thì chắc khoảng 120 á. Sao phải đảo liên tục luôn hả chị? Giờ trưa mình cũng không nghỉ cơm luôn, mình bắt lên rồi phải làm trong vòng 6 tiếng cho nó xong luôn á. Ồ đứng 6 tiếng cũng giống như gần công nhân ta làm 8 tiếng luôn đó. Mà này liên tục luôn à. Này chậm bằng củi hả Quyên? Này chậm bằng củi hả Quyên? Dạ em chậm bằng củi ạ. Rồi cái này nếu mà chiều nó mà nó khô lại thì mình sẽ còn lại cái dạ. Dừa với lại dầu dừa mình lấy ra để cho nguội lấy ra được chứ. Dạ để cho nguội, để cho nguội xong cái mình lọc lại. Cái này về lấy ăn cũng ngon lắm thịt. Béo lắm luôn á. Béo lắm luôn không? Dạ. Cái này hồi nhỏ nhớ mẹ anh kho cá biển á. Kho cá biển bỏ nước cốt dừa vô nó kho nó ra cái sệt sệt này nè, cái này ngon lắm à. Dạ. Hai chị làm đâu vô hai chị? Làm đây 3 năm với Quyên 3 năm luôn à. Nhà gần đây hả chị? Ủa làm này như cái lò xông hơi luôn ha. Làm có khi nào khác không chị? À, bữa nào giận chồng không có tập trung là khác hả? Cái này chỉ những người có gia đình mới làm được thôi thiệt. Đúng không? Dạ. Chứ mà mấy bạn mà trẻ trẻ vô sao làm được. Làm đúng rồi, làm xíu cái bồn nhắn tin rồi gọi điện rồi chiều đi lát đi ăn chè đi này kia đâu tập trung làm được thiệt đúng không? Trời ơi. Cái này có bí quyết gì để cho nó chắc nó cũng dễ ha Quyên. Cái này dạ, dễ hả? Cái này dễ. Chỉ cần lấy nước cốt dừa xong rồi mình à anh nhớ hồi xưa ông bà mình làm là nó bị lâu hơn, lâu có nước cốt hơn tại vì không chế có ép nước. Được nha em, phải chế nước vô đúng để dắt nước cốt dừa. Dạ, khi mình thắng cái đó là nước nó phải bốc hơi nước lên nữa. Dạ. Thì nó mới còn nước cốt không rồi bắt đầu nó khô. Còn này là em chỉ em lấy đúng nước cốt dừa thôi, ép nó cũng đặc luôn cho nên em làm nó sẽ nhanh hơn. Nè cái này thấy dễ mà khó, thấy không? Mình lỡ tay xíu là nó có cái dấu da. Dạ. Nó có cái dấu nó vàng vàng không? Dạ đúng rồi, phải đảo điều tay lắm. Nó dễ chứ không có dễ đâu. Ồ. Cái này sao nó vô tựa tựa giống như làm kẹo dừa ha. Dạ, kẹo dừa ta cũng bỏ vậy luôn, ta bỏ đường đồ vô, mạch nha đồ vô. Rồi, bỏ hương trái cây đồ vô này kia rồi nó làm kẹo dừa. Rồi củi ai chậm cho mấy chị? Dạ, tự chậm. Làm canh mình chậm luôn hả? Củi này mình mua. Dạ em mua. Ở đây là xưởng em như vậy là kêu bằng là có ba chảo vậy là nhiều ấy hả? Dạ cũng thủ công là vậy là nhiều rồi đó anh. Dạ. Còn mình làm công nghiệp thì nó khác nữa. Công nghiệp thì... người ta nếu mà làm công nghiệp thì người ta có làm cái này không em? Dạ không. Người ta làm lạnh thôi. Đúng rồi anh. Hầu như xưởng thủ công chỉ có những xưởng nhỏ mới làm thôi. Tại vì người ta quản lý sẽ không có ship thì dầu nó không đảm bảo chất lượng. À. Nhưng mà cái này nấu bằng điện cũng không được nữa hả? Nấu điện được anh nhưng mà cái mùi nó không bằng. Nó không bằng củi ha. Nó được cái mùi củi nó thơm lắm. Dầu dừa thơm nữa. Dạ. Nhưng mà cái này thì em bán trong nước chắc nhiều hơn hả? Dạ trong nước nhiều hơn. Tôi quen cái này. Ở nước ngoài á người ta không thích cái mùi dầu dừa. Mình thì gọi là thơm mà người ta nói là hôi. Hôi phải không? Người ta gọi là hôi, giống sầu riêng vậy đó. Dạ. Ồ cái này giờ nó bao nhiêu độ trời? Đo này bao nhiêu độ ta? Nóng lắm. Cái này chị làm được mấy tiếng rồi chị?
Dạ. Cái này mình muốn nóng vội, mình muốn cho củi nhiều cũng không được phải không? Dạ. Dạ nó không thơm nữa. Ủa này canh cũng hay lắm nha. Rồi qua chị gái ở đây nè. Rồi để cho con gái đây chị làm mình nè. Rồi chị cũng lớn rồi à. Có xui chưa chị? Có rồi. Mấy xui rồi chị? 2 xui. Ôi. Nhìn trai gái hả chị? Dạ. Cháu nội cháu ngoại hả chị? Chưa có cháu. Mấy người con? 2. Dạ, 2 người con rồi xui hết luôn ạ. Dạ. Rồi cái này chị làm bao lâu rồi? Làm nay 5 năm mà. Ôi, chị làm 5 năm là chồng chỗ này không hay là ở đây không á? Ở đây không á. Dạ. Wow. Là tính ra nguyên là làm từ 2015 mới 7 năm chị làm 5 năm rồi. Dạ. Là lúc đó Quyên về Quyên mở ra hả? Cha em mở trước anh. Cha em mở ra trước. Không, cha em mở trước rồi khi nào em làm dạ, nhiều rồi dạ, là đúng rồi. Mấy chị mới làm về mở rộng ra. Cái lò này thì mình xây lên thôi ha. Dạ xây gần. Như của chị là cùng cùng lượt với chị luôn hả? Cùng lên lượt luôn. Dạ. Cái dầu dừa này hồi xưa ông bà mình hay thắng để ăn ha chị. Dạ giờ cái nhưng mà giờ có nhiều cái loại dầu tiện lợi cái người ta không có thời gian người ta thắng nữa. Với lại hồi xưa mà ai mà xài gái đó mà xài dầu dừa thì tóc mượt ha, thơm. Dạ xúc dầu dừa thơm mà tóc đẹp, không có bị gào luôn á. Rồi sau này người ta bắt đầu kho tay rồi luôn, kho tay cho tay nó da nó mịn. Cái này dầu dừa thì nó sẽ có 2 công dụng nha bà con bác. Một công dụng là về là thực phẩm, là về ăn uống á, thì mình làm dầu này. Cái loại dầu này thì dầu dừa này nó phù hợp với cho những người mà người ta sợ béo phì á. Đó. Nó không có cholesterol này. Rồi nó tốt cho tiêu hóa. Còn về cái tác dụng thứ hai đó là bây giờ người ta sẽ sử dụng dầu dừa để người ta làm mỹ phẩm á, người ta làm đẹp á. Dạ. Giờ có nhiều cái ví dụ như là mặt nạ dừa rồi dầu dừa. Dầu dừa này sức cũng hay lắm. Cái này dầu dừa mà sức tóc hả? Sức tóc Quyên. Dạ, sức tóc anh. Mượt lắm. Dài rồi, đen mà mượt. Rồi sức sức da hả? Da, dưỡng da. Này ở ngoài miền Bắc mà mấy chỗ lạnh lạnh mà da người ta móc móc không? Dạ đúng sức rồi. Ho lên. Tới mùa lạnh là móc da cái ta hoa lên là mềm da liền. Dạ. So bóp luôn hả chị? Nếu mà ai không quen cái mùi này thì người ta sẽ lấy cái dầu ép lạnh. Dầu ép lạnh. Ép lạnh thì nó có mùi nó có mùi nước dừa nhẹ nhẹ. Này hồi nhỏ anh hay bà ngoại bà thắng dầu dừa anh hay lấy cái dầu dừa chan cơm ăn. Có luôn chị à. Có ăn không chị? Chị có ăn không? Chị ăn sát của nó. Ở sát dừa. Lát nó khô nó sẽ thành màu nước chứ là còn sát dừa bà con. Chan dừa dừa vô ăn cơm nó ngon lắm, thơm lắm. Cái sát này mà hơi làm á, ăn xào ốc á, ăn ngon, trộn gỏi ốc á. Ôi ngon lắm. Mà cái này rất thích ăn này nhưng mà nhiều khi không biết sao mua. Đúng không? Cho nó vàng vàng ha, vàng vàng ngon. Chị quê kêu mẹ khóc là một chảo gì đó. Dạ đúng rồi. Thèm lâu lâu thèm không biết sao ăn, không lẽ cái này mà ăn nóng nó mới ngon. Chứ để ngủ đúng không? Hoặc là ví dụ đó đóng vô hộp, đóng vô keo vậy đó, cái ăn trong chuyển lên ăn trong ngày nó mới hấp dẫn. Chiều anh sẽ xin, anh sẽ canh ra, em ra dầu anh sẽ xin ít này về ăn. Mấy đứa nít giờ nó không biết ăn này đâu. Đứa nhỏ giờ nó không biết này. Dạ. Trộn cơm ăn cũng ngon đó. Dạ. Trộn cơm nguội á, hồi đó em hay trộn cơm nguội ăn á. Thì đó ví dụ như chị ăn cơm chứ không có đồ ăn cái chị hay bỏ tóp mỡ lên chị ăn đúng không? Hay là chan miếng mỡ heo lên ăn cho nó trơn trơn dễ nuốt á. Thì đó em hay bỏ dầu dừa vô em chan cơm em ăn. Cái này mà làm bánh rồi ha, mình lấy miếng dầu dừa mình bôi lên lá chuối ha. Nhưng mà tại vì giờ dầu dừa thì làm nó cũng công phu, nó cũng
ra giá thành thì nó mắc hơn những cái loại dầu khác, cho nên là giờ người ta cũng ít sử dụng. Nhưng mình nếu mà nhà có điều kiện sử dụng dầu dừa nó sẽ tốt cho sức khỏe. Khác không chị? Hồi xưa mấy chị ở đây mấy chị đảo bằng tay không á bà con cô bác, giờ thì công nghệ tiên tiến mấy chị đảo bằng cái sạn này nè, đúng không chị? Hồi xưa chị lấy tay chị đảo không 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 đó thì nó đảo tay không. Sao giờ làm phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên mấy chị phải đảo bằng cái sạn này chứ. Cái này mà giờ đừng thọ cái tay vô chắc nó rớt da. Cái công đoạn này mà tiền công mắc hơn mấy công đoạn kia không chị? Cũng tính bằng chảo hay chị? À cũng được, ngày được 200-300 ngàn cũng được. Dạ. Này cũng hy vọng mà bán bé Quyên nó bán buôn được thì mấy chị sẽ cái tiền công của mình sẽ cao hơn. Còn buôn bán ấy ẩm quá sao có tiền để trả tiền công mình nhiều hơn được. Dạ. Rồi mình ăn cơm nước nhà ha, mình lại làm. Ôi đây nè, có dầu nè bà con bác. Ủa chị đổ cái mẻ mới vô hả? Nãy chị sang qua đây hả? Rồi nè, giờ dầu này nè, nhưng mà dầu này nó chưa có vàng đâu, nó chưa có thơm đâu bà con bác, để thì nó phải vàng, nó phải thơm nữa. Sôi ô đúng chảo dầu. Dạ rồi, chắc còn khoảng 3 tiếng nữa hả chị? 3 tiếng nữa mới xong, thì 3 tiếng sau Phương vừa sẽ quay trở lại để coi các chị lấy dầu nha quý vị khán giả. Rồi xem mình sẽ xin một ít cái dầu hay sát dầu. Nhưng mà hồi đó ông bà mình không có kêu sát dầu. Kêu bằng gì? Nói đi, chị nói được. Kêu bằng cước dừa. À không biết sao đó ông bà mình kêu vậy ha. Đúng không chị? À. Ở đây là hỏi cái câu đó không bị giận, hỏi là ăn cái đó hôn là không có bị giận. À. Còn ở chỗ khác thì hỏi mới bị giận thôi. À. Tại hồi đó kêu vậy thôi mà, không có gì đâu. Dạ rồi, 3 tiếng sau mình sẽ quay trở lại nha bà con cô bác. Bà con cô bác thân mến, cái mẻ dầu này là mình thắng 6 tiếng rồi đó. Dạ bây giờ là chuẩn bị là mình sẽ lấy dầu. Đó, nó vàng lên vậy bà con cô bác. Nè bốn mẻ đi, nó vàng đều hết luôn ha quên. Anh chỉ chờ em múc dầu xong anh xin cái dầu nè anh. Lâu lắm không ăn cái đó. Đã ghê. Thơm quá trời thơm. Cơm gỏi chú hay vậy? Đây là mẹ ruột của bé Quyên mà nhìn như hai chị em mà. Chị lớn hơn Phương vừa có tuổi à? Chị lớn hơn vừa 10 tuổi à? Em 38. Tại chị có gia đình sớm nên giờ kêu bé Quyên thì bằng em, mà kêu mẹ của bé Quyên bằng chị. Mình thì rất là dễ, nhưng mà hai mẹ con biết kêu sao, thôi kêu mẹ con. Đây thường thường nhà chị làm hả? Chị ra đâu hả? Dạ. Còn bà Quyên là bà chỉ đi bán thôi. Một cái mẻ gì được bao nhiêu lít chị? Hai bơm về là 30 lít. 30 lít dầu. Cái này mình để mình lượt lại hả chị? Lượt 3 cái dầu lại. Ở dưới đây có cái rổ tre hay gì? Ở dưới đây cái rổ tre bà con bạn. Múc được rồi Quyên. Còn Quyên làm lần đầu tiên thấy Quyên làm luôn nè.
được không? Wow. Mỏi tay không hay chị? Quen ha. Ồ, dầu đã ghê không? Nhìn là biết đổ dầu ở ngoài nhiều quá, không biết chuyên nghiệp ha. Ờ, mỗi người mỗi công chuyện làm mà. Ai làm nấy quen tay nấy. Mà con vừa kêu bé Quyên làm đi. Trong khi vừa múc thì mọi người cũng phải đảo chứ thôi, nó cũng sẽ. Dạ. Ôi ôi nó sợ. Nóng không? Dạ cái này nóng. Tay cầm nó nóng ha. Lấy cái giải gì á? Cái bao tay. Bao tay, lấy bao tay nó chị. Tại em thử cái tay phải kìa nè. Ờ. Em thử tay phải, đem múc cho, đem múc thử cho. Dạ, em thử tay trái nè. Dạ, em thử tay trái. Nóng nóng quá. Này hơi sớm hả chị? Sớm thì bàn nó hơi nhẹ. Dạ múc chậm thì vừa ha. Canh hay ha. Mày không khéo phỏng tay nha bà con cô bác. Đó. Cái này xong lấy ra cái múc ra cái để nguội cái vô chai. Con vừa sẽ lấy ít về, con vừa có mấy chị hỏi á, con vừa sẽ gửi cho mấy chị dùng thử. Rồi ông bà cô chú anh chị nào có nhu cầu thì con vừa sẽ lấy thêm. Hoặc là để mốt tặng quà, tặng kèm thì bạn bà của chú chị mua yến để mua đông trùng hạ thảo. Ủa, múc ra đây mà nó sâu rồi vậy luôn á. Rồi. Nóng. Ừ, sáng vô nó nóng lắm chị, mà giờ quen rồi. Giỡn thao đổ vô luôn hả chị? Ôi ôi, khỏe vậy chị? Hết hồn vậy? Vậy thôi nãy khỏi múc chị bưng thao chị đổ vô luôn. Nhiều quá bưng nổi hả? Dạ. Ôi ôi, con nào bà con quát. Nó sôi nè. Như dung nham nướng thạch, nướng lửa vậy. Rồi giờ mà thọt cái ngón tay vô chắc rớt thịt luôn. Rồi dầu nó bắt đầu rớt xuống á. Nó lấy cái. Có cái muỗng không Quyên? Cho mượn cái muỗng anh dứt thử miếng này thử coi. Ngọt lắm hả chị? Sao chị sang quá ạ? Giờ sang qua ngoài nữa ra tiếp để tao không được nữa. Dạ. Dạ cho anh mượn. Em cảm ơn. Đây. Nè bà con cô bác thân mến. Mình thử nha. Xin phép thử một miếng này. Rồi lâu lắm mới ăn cái này rồi. Nóng quá. Ồ, dầu đấy hả chị? Đó, ở đây bà con bác để cho nó lắm xuống nữa. Đó, dầu đó. Dầu dừa đó. Dầu dừa nấu thủ công rồi đó. Rất là thơm luôn. Tại quay qua màn hình bà con cô bác không cảm giác được chứ. Nó thơm cực kỳ luôn. Cái mùi dầu dừa này nó ở thơm là ai mà ghiền luôn á, quen cái mùi luôn. Cái này bán luôn hả Quyên? Để xin mời bà con bác thử dùng thử nha. Đã quá. Nóng quá. Cái này khoảng mấy chục năm mà chưa ăn lại nữa. Lâu lắm mà chưa ăn lại.
Dạ ngon. Này chung dừa chắc nghĩ chắc ở xứ nào có dừa mới biết được cái món này quá ha. Nhiều khi bà con cô bác mình mua cái dầu dừa nhưng mà mình không có biết được cái này. Như là một ngày đàn mình học được thằng khôn ha, biết thêm được cái này kia. Bà con cô bác mà không có dịp đi bà con cô bác xem clip con dừa biết thêm được những cái này cũng hay. Còn còn anh ép em ép lạnh thì nó đâu có cái này ha. Dạ không, không có cái đó. Nó còn cái gì? Nó ra cái trắng trắng giống như cái hồi nãy mà mình vừa à, tới nó ra được trắng trắng cục. Đục đục trắng trắng vậy. Vậy. Rồi cái đó cũng bán luôn. Dạ cái đó cũng bán luôn. Chị ăn không? Nhưng mà cái này ăn này ăn nhiều quá không không được đâu. Ngán. Ăn nhiều nhiều quá tào tháo được á. Ăn nhiều quá tào tháo được á. Nó giàu. Nó giàu. Khô luôn hả chị? Dạ. Cái này còn giàu này khô nè. Đã quá. Xúc múc thêm. À. Ngon lắm. Gà mẻ nữa hả chị? Mình thấy đổ rồi nó lóng lại đúng không? Trồng quá ha. Lọc để lóng cho nó lọc. Làm đây là giảm cân luôn á. Hút mỡ. Nó nóng lắm, nó xông hơi. Dạ hả chị? Nóng quá hả? Mày con Covid nào mà sống nổi? Dạ. Canh mẻ nào cũng như mẻ nấy luôn hả chị? Ồ. Quen mắt mình nhìn mắt thường hả? Dạ. Là làm hai mẻ này xong là hai chị nghỉ, mai làm tiếp. Ngày làm chỉ mẻ thôi chứ làm hai mẻ đâu nổi hả chị? Quậy sao nổi. Nhưng mà nhiều khi hàng nhiều quá hay sao? Tăng ca. Tăng ca. Làm thêm ca giống vậy nữa. Dạ. Nhưng mà phải nghỉ chừng tiếng mới làm nổi nữa à? Làm luôn á. Làm luôn hả? Luôn. Giỏi quá trời. Ca cái này xong là làm tiếp luôn. Dạ. Thường thường mấy cái xưởng làm gì người ta ít cho mình chia sẻ lắm rồi con bác. Đây Quyên nó làm nó hay chia sẻ nè, Khương Dượng chia sẻ nó cũng chia sẻ lên để bà con bác mình ta biết được cái quy trình để làm một cái mẻ dầu dừa sao á. Với lại làm bây giờ phải sạch sẽ này kia rồi khách hàng người ta mới yên tâm để người ta dùng. Được chưa chị? Ra chỗ đó luôn hả? Dạ cho cô Quyên ra nè, lâu lâu bữa ra ăn bữa. Qua đó tay mặt đó. Thể hiện rồi. Mình phải đảo. Đây cho anh phụ đây. Phụ đảo lên. Em là công đoạn đi bán thôi. Dạ. Nhưng mà này cũng dễ mà ra mẻ cũng dễ ha. Wow. Đã quá.
mốt chắc anh chuyển qua anh nhà anh kêu vào ngoại ăn với bà nội anh ăn dầu dừa không quá. Cái dầu viền chiên ăn, hai chiên cá chiên mắm lại dầu dừa. Đó. Tại nhiều người cái mùi nó nặng quá người ta không quen ha. Với lại cái thứ hai nữa cái giá nó mắc hơn. Đúng không? Dạ. Dầu dừa mắc quá ăn nhiều khi chiên mua con cá có 50 ngàn mà chiên có nửa lít dầu hết hơn tốn hơn tiền con cá. Ngày nào cũng có người quay phim vậy hai chị đỡ ha. Có nguyên đồ phụ đồ quay đồ mút mút. Không có hương dừa là chị gò rồi đó. Vậy hả? Vậy làm nhanh hơn không? Không, chị đỡ sớm. Dạ. À. Sáng hương dừa xuống đó, hương dừa xuống đây hương dừa chia sẻ quay hình ảnh đi, mấy chị quyên nói đợi mấy chị đợi hương dừa để làm. Làm sớm để nghỉ ngơi hả chị? Dạ. Khóc luôn đúng không? Kìa thay ca. Chịu không nổi. Không quen á. Khói nóng rồi. Cái. Mấy cái trà cái này cũng được nó đựng khoảng được 100 lít không ta? Không được hả chị? Dạ. Cái này ôi. Cái này chắc lâu phải thay một lần hả chị? Dạ. Đúng vậy ha. Chọt cái lủng. Wow ơi. Nó sôi lên kìa. Nó sẽ rút từ từ xuống nha bà con quá. Nó đang nhiễu xuống dưới đó. Nhìn dảo dầu nó sôi đã không? À, nóng lắm luôn, cái máy còn chịu không nổi bà con quá. Máy quay mấy cái này hồi là nóng nó đứng máy luôn. À. Thiệt con không vừa nghĩ có nhiều ông bà cô chú anh chị mà thấy Phương vừa quay cái này chắc nhớ lại kỷ niệm hồi xưa lắm á. Nhớ lại ông bà cha mẹ mình mà làm cái này nè. Hồi xưa mà người ở chắc đa số là ở Bến Tre hả? Giờ học là vùng nào có dừa làm cái này. Này chị bên gì đem mẹ này chị sắp xong nữa nè. Xong chưa chị? Chút nữa hả? Mẹ này 10 phút, mẹ kia sắp xong chưa chị? Cũng vậy 10 phút nữa canh nó liên tiếp nhau ha. Dạ dạ rồi thôi cảm ơn quý bà cô chú anh chị đã theo dõi video Khương Dừa nha. Hôm nay Khương Dừa rất là vui khi mà về cái chỗ cơ sở sản xuất dầu dừa của bé Quyên. Dạ rồi bé Quyên giới thiệu dùng hương dừa rất nhiều công đoạn. Chắc hương dừa sẽ vô rồi hương dừa sẽ nói bé Quyên cho hương dừa sẽ lấy ít lên để hương dừa gửi cho một vài anh chị mà bữa giờ đặt hương dừa. Rồi hương dừa sẵn mấy bữa live stream hương dừa sẽ giới thiệu thêm. Dạ cảm ơn quý bà cô chú anh chị nhiều. Cảm ơn hai chị nha. Cảm ơn chị, cảm ơn bé Quyên nhiều. Dạ hương dừa xin chào tạm biệt quý bà cô chú. Hẹn gặp lại quý bà cô chú trong clip tiếp theo. Chúc mọi người thật nhiều sức khỏe ạ.